ngày thuốc vậy? 4 ngày thuốc rồi. 40 ngày rồi. 40 ngày rồi, uống được 40 ngày rồi thôi. Thì thấy cái gì dễ chịu nhất và cái gì chưa dễ chịu. Chỉ có được cái tay nhẹ chút. Nó nhẹ. Bóp nhẹ chút. Cái đó quan trọng đó nha. Tại vì là nó bây giờ bóp thử coi nó còn được và nó vẫn còn bị cứng nha. Nó còn cứng. À. Mà thường thường nó bị cả ngày hay là nó luôn lúc nào? Thường thường thì phải có giảm đau chứ không cầm nó bấm vô nó đau. Ừ. Không được. Nhưng mà có ăn 16-8 chưa? Có. Nè. Rồi còn mấy cái này là này gút phải không? Đúng rồi. Trời ơi đẹp ghê ha, nó có hai mắt. Đúng rồi. Bây giờ ông hồi xưa ông uống cái gì mà ông bị nhiều nhất? Hả? Lòng bò, lòng heo, thịt cầy. Cái gì cũng dùng hết, nhậu xuyên liên tục mà. Bây giờ bỏ nhậu chưa? Bây giờ lâu lâu uống một bữa. Thì từ bữa nghe uống thuốc đến giờ chưa uống ngày nào hết á. Thôi bỏ đi. À. Nha. Thôi bây giờ mình không phải. Tôi nói cho anh nghe để tôi có muốn cái lời khuyên anh nè. Tôi cũng bị gút mấy chục năm. Mà tôi nhờ ăn 16-8 nè, tôi nhờ chùm đá nè, làm tới giờ tôi mất hết mấy cái hồi xưa nó tôi biết á, nó nổi mấy cục cục nó nổi mấy cục cục nó nổi đầy hết nè. Bây giờ nó biến mất hết. Bây giờ chùm tới 4 cặp. Rồi 4 cặp ha. Rồi, thêm một cái nữa là cái thằng mà nguy hiểm của cái acid uric này mà nó nổi lên á, mà nó mọc ở trong thận mình nè, nó mọc ở trong tim mình nè, nó mọc ở trong gan mình nè, thì lúc đó anh thấy anh mới sợ, hiểu không? À. Bây giờ nó mới mọc nó về đây thôi, chứ mà nó nổi mấy cái topic mà nó nằm ở trong gan trong thận mình á là còn khổ nữa, cho nên bây giờ cái bệnh nó là không vui rồi. Bây giờ mình thực hiện mấy cái điều như tôi nói ha, rồi anh làm đó thì chắc chắn một điều là anh sẽ hết. Và mấy cái này nó sẽ dừng lại, nó không tiếp tục nữa. Bây giờ mấy cái chân co nhũ đau. Nó là vậy. À, cái cổ thì mỏi. À, cổ thì mỏi, đau. Mọi người thấy gút nó ghê gớm lắm. Nha, ông này vừa bị gút mà vừa bị viêm đa khớp dạng thấp luôn. Thì chụp phim coi cho thầy coi đó. Ừ đó. Mà đây nè, mà ông còn cái móng chân này sao? Không, cái này do nằm đá vô cái bên. Đá vô tường rồi. Rồi. lộn. Đó theo mà cái mấy cái chân cẳng ông về đó, bây giờ phải ngừng lại thôi. Bây giờ phải cứu lấy mình. Nha. Phải ráng cứu lấy mình, còn cái chuyện nhậu bỏ qua bên đi, nói với bạn bè tao không chơi nữa. Nha. Rồi nằm xuống đi, xử ông cái đi. Ông là cũng ít thôi á, chứ còn những người khác còn bị nặng nữa đó. Mà khổ là mấy ông này á, là mấy ông làm đồ nhậu ngon lắm. Rồi bẻ lưng luôn, bẻ lưng cho ông luôn, 3-1 luôn. Mấy ông này làm đồ nhậu ngon lắm. Bởi vậy bạn bè cứ rủ. Bây giờ tới đây rồi á là học theo cách được gọi là làm lại cuộc đời. Rồi nhà là ở đâu lận? Ở Long Khánh đó. Long Khánh là ở trong Xuyên Mộc hay là Cẩm Mỹ? Cẩm Mỹ á. Đúng rồi. Nghiên. Ủa vậy là ông gốc Hưng Yên à? Ông không có người xưa là ông hồi xưa ông ở Hưng Yên hay là Hải Dương? Trung Quốc. Ở Trung Quốc. Ủa mà đâu lọt cái gì đó. Nè. Vậy là ông này dân tộc Nùng. Đúng rồi, Nùng, đúng rồi. Nung luôn. Đúng rồi. Nhà ông dán bùa đầy hết. Nhà dán bùa đầy hết rồi. Không làm, lấy thế đấy. Mấy cái người Nùng á, người ta siêng năng lắm, đã chịu khó lắm. Mà chỉ có cái tật là không sai không về thôi. Nằm nghiêng tiếp. Đâu có gì đâu.
bẻ gãi vài cái thôi. Hai cái tháng nữa. Đây bà ngồi, bà ngồi, bà ngồi suy nghĩ tới bà dự chút gói. Đêm cái này. Khỏe mạnh lắm, nhưng mà thôi, bây giờ bớt đi, thôi không thèm chơi nữa. Nói giờ thầy Châu lên đây chữa rồi, thầy Châu nói không cho tôi chơi với mấy bồ nữa. Nha. Về nói với ba các bạn đó là bây giờ thoái hóa đốt 4 năm rồi, hay mỗi lần thầy. Mỗi lần gói dặn tính mạng. Rồi. Hồi chiều, hồi sáng này có anh làm cũng đỡ. Nhưng mà cái lưng còn mỏi này. Cái lưng còn mỏi. Dạ. Nhưng mà em đừng lo. Dạ. Bây giờ làm bệnh của em chỉ mới phát thôi. Dạ. Không có, chưa có nặng. Nha. Dạ. Anh thử là bây giờ là em cố gắng là chiều nay có mấy cái bài tập cho nó tốt. Dạ. Nha. Để dạ. Cho nó ổn luôn. Dạ. Thành ra là không có lo. Nha. Dạ. Rồi còn mấy cái thứ kia cứ tiếp tục 16, dạ. 8 đồ cho nó cải thiện lại. Cho biết ở đâu tới. Ở Bình Thạnh thầy. Bình Thạnh. Dạ. Từ xưa tới giờ là ở Bình Thạnh. Cũng ở Sài Gòn không ạ? Con cha mẹ thì dưới quê cho mình trên Sài Gòn ăn học. À, ăn học rồi cái là bỏ cha bỏ mẹ luôn. Có lý, có lý. Rồi, bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? 71, 72. Dễ sợ hả ông này ha. À. Mình mới nói ông là chừng 6 mấy hả, 60 thôi. Tự nhiên ông đẩy lên tới 71. Ông có gai gian không? Đúng tuổi hả? Đúng tuổi đó, mà tuổi con gì? Tuổi con rắn. Con rắn, đúng tuổi. Rồi, lớn hơn tương tuổi. Dạ. Tuổi ngọ. Ừ, tuổi ngọ. Rồi, bây giờ thì sao? À, biết cái này để học để mà chữa cho bà xã. À, đó học bị giãn tĩnh mạch. Siêu giãn tĩnh mạch. Đâu. À. Chứ em thì không có gì hết, chỉ có bị mút thôi. Nhớ. Oh, mẹ. Ông nói cái mình muốn tô luôn. Rồi cái gì bị cuốn tôi đừng có nổi cục nào chứ chưa cuốn này nó không nổi. Ừ. Nó chỉ đau rồi đau vậy là thôi đau đau nhiều rất là đau chân. À. Hôm nay thì đau đây về đau chỗ đây một chút. À. Đau lắm nhà ông đã. Sáng nay ông làm khóc luôn. Ông làm cho ông khóc luôn hả? Rồi rồi móng chân này là sao, ông có nằm mơ đá đâu không? Hồi nhỏ tắm cái rơi cái gáo xuống là thấy móng rồi. Dạ. Gáo dừa mà bị như vậy hả? Cái gáo bằng cái thùng cái áo bằng gì đó bằng nhôm á. Hồi xưa cái ô bằng đầu cái lon rồi. Dạ. nhỏ rồi nó rơi xuống. Ê, đúng cái móng nó có đầu nhọn gì phải không? Nó có cái cạnh này, cạnh tròn tròn, cạnh đó, cạnh đúng tròn rồi, nó quất vô một phát. Mà luôn tới giờ, không chịu bọc luôn. Nó thay móng, mà móng kiểu gì nó thay. Nó cứ vậy luôn. Mấy lần nảy ra nó cũng vậy thôi. Nó không chịu làm cái cũ này. Sợ không? Mỗi người mà bị quất á, thì mọi người nhớ cái nè. Và ông này ông hỏi, lúc này đau này, lúc này đau đây, dạ. Lúc đây đau đây. Thì thực ra là khi ông này ông nói đau chân như cản vậy là hồi tối ông làm gì? Hồi chiều hồi nhỏ xíu ông chơi có chơi đá banh không? Chơi có cái bệnh kỳ này, đá chỉ cần 5 phút 10 phút là chân đau cả tuần lễ. Mà không biết nó căng lên nó đau. Vậy là không cho mình làm thể thao được. Chỉ cần làm gì mạnh chạy mà, chút mà xíu. Mà bị cái đó hồi nào lúc nào? Từ lúc mình khoảng đi học, 15 16 tuổi vậy đó. Đá banh thử một năm phút thôi à, là về đau cả tuần lễ. Về lần thứ hai cũng vậy nữa. Không biết. Biết bệnh gì không? Yêu rít nhiều sao? Không phải, yêu rít lúc đó mà ông làm yêu rít nhiều. Hồi nhỏ xíu mà ông chạy rồi là ông bị đau nhất về chịu nổi. Ông này bị suy giãn tĩnh mạch thời kỳ còn nhỏ. Chứ không phải mới. Hồi nãy ra nãy mình thắc mắc là tại sao cái móng chân ông ra vậy? À. Tại vì mạch máu nó nuôi không được. À. Nó ra không được, nó ra mấy cái đầu chi ông á là mấy cái bao mạch nó bị hẹp. Mà mai là ông nhờ ông nhậu thì nó mới đỡ đó. Đúng rồi. Nhưng mà bỏ rồi. À, bỏ ơi khôn hồn. Dạ. Yeah. Rồi vậy được rồi. Còn hồi nãy tôi hỏi tại vì hỏi tại sao niệm đá banh gì không, tại vì lúc mình nhỏ mình chạy mình nhảy á thì cái mấy cái đúng chỗ rồi. Đầu gối chân mình bị tổn thương. Ừ. Tôi mình té đó ha, mà hãy chỗ nào bị chấn thương nhiều chừng nào thì khi tới lớn lên bị gút thì những chỗ chấn thương nó đau nhiều đấy, nó đau mấy chỗ chấn thương mà. Giờ hiểu rồi không?
hiểu là cái đau sưng lên đó, là thầy nói đúng là cái gì, giãn tĩnh mạch nội gì đó, suy giãn tĩnh mạch sâu luôn. Mình không biết, mày hỏi mấy người không ai biết mình, ủa sao mày bệnh kỳ vậy? Thầy nói con này ok lắm mà. Nhìn nhìn thấy cái móng chân nè. Chứ thứ hai nè, tôi để cái chân tôi vô chân ông lạnh ngắt. Mà khi mà lạnh nhưng mà người thấy nó màu đỏ không? Tại nó thiếu máu. Thành ra là thỉnh thoảng nè là ngủ rồi gác cái chân lên chút. Thích gác lên ha. Rồi nó rát rát nè, nó bị phỏng phỏng nè. Mà có bị ra mồ hôi không? Mồ hôi thì chơi thể thao mới ra. Đồ bình thường không có phải không? Được rồi. Lời khuyên của tôi chứ ông không có cần gì hết á. 16-8 hớp không khí, chườm đá nóng vùng gan và hai vùng bẹn nha. Bẹn. Nhớ nha, bẹn để cho máu đi xuống bơm xuống dưới. Dạ. Rồi thỉnh thoảng mua cái, ở ngoài đây có chiếc vớ, mày vớ ông để cái cục đá để cho nó ấm cái chân. Thì máu nó xong thông xuống thì chừng nào muốn dòm thấy bốn chân mình ok được rồi. Và ông uống luôn ba thứ rượu luôn, rượu ớt, rượu nhào, rượu cốt. Ba cái đó nó làm cho mạch máu ông cải thiện là hết. Bây giờ cái chính của ông hiện nay là cần phải cải thiện cái đó. Còn cái 16-8 với hớp không khí nó đã giải quyết được cái gút của ông rồi. Đồng ý chưa? Rồi thôi được rồi. Okay. Kéo cổ cái cho ông này đã cái rồi. Rồi. Sau lưng 10 phần không? 8 phần. Còn giờ còn chỉ 2 phần chứ. Cái cục sau lưng con nữa thôi. Dạ. Nhưng mà có ăn 8 nhiều không? Dạ cũng chưa ăn. Về nhà không ăn chứ giờ ở đây ở chỗ ở nhà nghỉ khó ăn quá. Rồi thôi được rồi. Hứa là được rồi. Tại vì là bản thân là muốn cho khỏi đó thì về ăn 16-8. Hút không khí. Rồi chồm đá mấy ngày nữa có chồm không? Dạ có. Rồi uống mấy rượu gì rồi? Con chưa uống nữa. Để về nhà con pha nước ấm uống. Ôi trời ơi. Phải nhiệt tình chữa bệnh chứ, ở đây ở vẫn uống được mà. Phải chữa cho khỏi chứ, tại sao vậy? Con nghe cái gì khi về nhà uống chứ, ở đây có nước ấm rồi cho nên con uống ở nhà nghỉ. Nhà nghỉ đâu cần, đâu cần nước ấm cũng được vậy. Mà nhà nghỉ thật ra không cần nước ấm, uống nước cũng được. Trời ơi, uống quá mấy ngày nay vậy là tốt quá rồi. Rồi mấy cái bài tập vừa rồi tập được không? Dạ được. Tốt ha, có quay lại không? Dạ có. Rồi được rồi. Xử qua đi. Cho mà hết luôn cái 2 phần. 10 phần là bớt 8, còn 2 phần là phải hết luôn cái lên, đó. Phải về, phải. Rồi. Phải về là cái tập luyện là một chuyện nè. Rồi phải ăn 16-8, phải hút không khí nè. Rồi phải là chườm đá nóng nè. Rồi uống ba cái thứ đó cho nó hết luôn. Để không có bị lại nữa. Rồi. Rồi. Hiểu chưa? Rồi, hai hôm nay điều chỉnh thấy sao đấy? Thấy chú Kiên chú đẩy cái chân này vô cái khớp nghe cái cục dưới cái tay à. Vô kêu rồi hả? Kêu nghe cái khớp mà nó nhẹ, không thôi làm gì cái xương nó bung ở đây. Nó bung ra ngoài ha. Ở chú Kiên, chú đẩy cái chân này để vô với cái đai này vô. Rồi mấy ngày nay có ăn 16-8 được không? Dạ, ở nhà tôi ăn lâu rồi thầy. Rồi được rồi ha. Rồi uống ba cái rượu đồ đủ hết không? Dạ, uống lâu rồi, tháng mấy rồi thầy. Rồi cái tay này là yếu dở được không? Dạ dở không được thầy. Không được đau, đau cái này. Rồi đau ở đây hả? Dạ. Rồi mấy ngày nay tụi em có đẩy cái này lên không? Có, chú Kiên rồi chú đẩy hồi nãy nghe vô rồi. Đẩy cái này lên cho nó dính vô. Nhưng mà ở nhà là phải đeo cái đai nha. Dạ. Có đai không? Đeo đai nha, đừng có để xả đai nha. Vì nó làm cho sợi dây này đó. Dạ biết mà. Biết rồi ha. Dạ, có đai rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ là còn chân cẳng là đi không được bao lâu rồi? Dạ, hồi bị cái giờ bệnh giờ là không đi được luôn. Không đi được luôn á? Bao nhiêu thời gian, bao lâu rồi? Một năm rồi. Một năm rồi đó. Bạn nhìn nó lật nè, phải nó không lật thì đi được. Phải nó lật là đi không được đúng không? Dạ. Yeah. Rồi. Chứ sức khỏe thì có, nhưng mà nó lật là không được. Bước được. Không sao. Bây giờ là chút xíu là em nói với Kiên cho cái số điện thoại. Cho luôn rồi thầy. Cho rồi hả? Rồi mua cái đôi giày mà đừng có gọi mua mà chở thẳng bà tới đó luôn.
để cho người ta đo chân, tại nó có nhiều kiểu, thì mình đo đúng cái chân của mình thì để cho bác Tập đi thì từ bây giờ được hả? Mà có mua được không? Được thì bây giờ gọi điện rồi tới đó rồi cái là mang cái đôi giày lên thì sẽ tập đi được. Dạ. Ha, tại cái đôi giày đó nó giữ cho cái chân mình nó bằng trở lại, dạ, mình không có bị lạch nữa. Dạ. Ok chưa? Dạ, dạ. Rồi nằm xuống đi. Em ơi vui lòng đẩy. Hồi xưa là cái này thẹo này là do gì? Dạ, chứ nó không có gì tới cái vụ này ha. Dạ. Rồi giờ tụi em coi ha, giờ mình phục hồi lại chân bả. Rồi xử cái này nha, bà bị vỡ mấy mạch hết rồi ha. Đụng vô xe đạp đi. Không phải đâu, cái này là do thuốc hết, cái thuốc chống đông nó làm cho vỡ mạch máu bà hết. Rồi bây giờ phải uống tích cực vô mới được. Hôm nay uống cái rượu ớt không? Ráng nha, uống cái nó mới bền trở lại nha. Hôm nay vẫn chưa vượt lên được, thấy chưa? Nó mới có cái nhóm cái chuyện này thôi, thấy chưa? Đó. Giật lên. Bà có đôi giày vô, hy vọng bà đi được rồi. Chưa nhúc nhích gì hết. Đó. Cứ giật mạnh lên. Đúng rồi. Ồ dạ. Đâu? Đang cố gắng. Rồi. Nó giật cái cơ bên đây còn không? Thì bây giờ bắt đầu nó nhóm ở đây tụi em thấy không? Đấy nó nhóm bắt đầu từ từ rồi. Rồi thêm lần. Giờ lần cuối ha. Đây lên thấy không? Bây giờ bấm cái lên liền. Thấy chưa? Ôi dạ. Đó. Ôi dạ. Đó. Ok, rồi bây giờ bắt đầu nẻ này, sửa lại. Cái mạch này á, bà này phải bị vỡ lắm. Nên ra mình ấn mấy cái này á, nó dễ bị vỡ mạch, hiểu không? Bà này phải chỉnh đốn lại mà, mạch máu bà này nọ phải mất cả phải 3 tháng. Rồi, giật. Lên là được. Lên được, nhất lên được. Ồ, được rồi. Ok. Nào, bây giờ bắt đầu bà sẽ mạnh trở lại. Có cái đôi giày bà mang được là bà đi được nó, thấy chưa? Rồi khá rồi, được tốt rồi, được chưa? Ok, sửa lại đây. Ngon út lạ quá, đau lắm vậy nó mới mạnh chân lên được. Đấy, ngon út xong đau quá. Nó đau nó mới giật mới được lên được chứ. Thế bây giờ mạnh lên bắt đầu khá rồi ha. Thấy chưa? Khá điều hai chân rồi ha. Thế giờ bây giờ bắt đầu tốt rồi đó. Đây. Đó, mạnh rồi á. Và phải đi được thôi. Ôi trời đất ơi, hại chưa? Cái dương nó lật là bà nói đó, đó cái kia nó sẽ mang cái đôi, cái kia nó giữ cái đôi dài chân mấy vậy nè, rồi nó mang lên cái ba đi lại không còn bị nữa. Ok, xong rồi.